Những hình ảnh tập trung đông người này được ghi lại tại bến phà Đức Bác nối hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ sáng ngày 27 tháng 9. So với hình ảnh tắc dài cả km ngày 23 tháng 9, người kín đặc trên phà, việc giữ khoảng cách phần nào được cải thiện khi ban quản lý phà quyết định chỉ chở 50% lượng khách so với ngày thường. Việc thay đổi bất ngờ này khiến rất nhiều công nhân muộn làm khi phải thay đổi hành trình đi qua cầu Việt Trì. Và tôi làm ở đây cũng đã được 13 năm và hàng ngày tôi đi làm thì tôi cũng qua phà. Nhưng hôm nay thì tôi đi qua phà thì đi xuôi đến chỗ thu vé bán phà là người ta nói là hôm nay phà không chở, phà hỏng. Đi cầu Việt Trì mất gần 20 cây. Qua thông báo gì đâu, nếu mà mình thông báo trước cho mình thì mình cũng chủ động là mình có thể để đi phương hướng khác. Nhưng mà không ai thông báo thì là mình cứ đi theo cái những ngày thường mình đi làm như nào thì mình đi như thế thôi. Nhiều người hôm nay không báo trước nên là còn nhiều người phải về nhà lấy chứng minh thư thì mới đi qua được. Sáng nay bên mình thì khoảng mất khoảng 1.000 công nhân vào muộn, khoảng 2 tiếng. Mọi ngày thì công nhân mình vẫn cứ di chuyển, chủ yếu là qua bên phà Đức Bác thôi, vẫn di chuyển bình thường. Thì không hiểu tại sao là sáng nay là cũng không di chuyển được. Thì mình cũng chưa nhận được một cái công văn hay một cái báo cáo nào từ các sở ban ngành gửi cho bên phía công ty cả. Ùn tắc cục bộ vào khoảng 6 rưỡi đến 7 giờ hơn. Dân thì chen trước đi sau là họ cũng gây phức tạp lắm, cũng người nào cũng chen xô lấn, chen đẩy. Được biết bến phà Đức Bác là giao thông huyết mạch đường thủy với hàng chục nghìn khách mỗi ngày và được coi là điểm đen giao thông trước tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra. Để triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ quyết định tạm dừng hoạt động các bến đò khác. Chỉ để lại hai bến phà Then và bến phà Đức Bác nhưng chỉ được vận chuyển 50% số lượng người theo thiết kế của phà để đảm bảo quy định giãn cách tối thiểu.